Khoan đã, cô khoan xuống giường cái đã. Bác sĩ, cô vừa mất một lượng máu không nhỏ đâu, bây giờ mà ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm. Cô cần gì cứ nói tôi giúp cho. Bác sĩ ơi, tôi muốn gặp anh Tùng. Bây giờ cậu Tùng đang ở phòng cấp cứu hồi sức, giờ có qua đó thì cô cũng không gặp được cậu ấy đâu. Nhưng cô yên tâm đi, vết thương của cậu Tùng không nguy hiểm lắm. Nhờ lượng máu của cô tiếp vào nên cậu ấy cũng mau bình phục thôi. Cô cứ yên tâm ở đây mà nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, cô muốn hỏi gì hả? Cho tôi hỏi cho tôi hỏi bác sĩ câu này nha. Bác sĩ Thành có quen với chị Lan đúng không? Phải, tôi có quen biết Lan. Cô làm gì vậy? Tôi không sao. Ngồi lên từ từ thôi. Cô cần gì cô cứ hỏi đi, tôi đang lắng nghe đây. Tôi nói điều này có khi không phải, nhưng mà tôi xin phép bác sĩ cho chị Lan tới thăm anh Tùng, có được không? Chắc cô có điều gì đó hiểu lầm rồi. Lan muốn đi đâu làm gì, đó là quyền của Lan, tôi đâu có tư cách gì để ngăn cản chứ. Với lại tôi ngăn cản để làm gì? Bác sĩ, bác sĩ biết mối quan hệ trước đây của chị Lan với anh Tùng mà đúng không? Tôi biết, tôi biết họ có một khoảng thời gian dài ở bên nhau. Bác sĩ ơi, tôi cầu xin bác sĩ, bác sĩ có thể nào trả chị Lan về cho anh Tùng được không bác sĩ? Tôi cầu xin bác sĩ đó. Thôi được rồi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau để làm rõ. Còn bây giờ tôi phải đi thăm bệnh đây, có gì tôi gặp cô sau nha. Cảm ơn bác sĩ. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi. Xin trời Phật phù hộ cho anh Tùng tai qua nạn khỏi. Ba mẹ ơi, xin ba mẹ phù hộ cho anh Tùng, ba mẹ phù hộ cho anh ấy, nghe ba mẹ.